Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tiếp tục tác động yếu đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của nước ta, khiến cho khu vực Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và cả Điện Biên vẫn có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Các khu vực khác của Bắc Bộ thì chỉ có mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ trong đêm nay và sáng sớm mai ở Bắc Bộ có xu hướng tăng nhẹ lên mức từ 24 đến 27 độ. Sang ngày mai, vùng hội tụ gió tiếp tục yếu hơn, vùng áp thấp phía Tây thì mở rộng hơn về phía nước ta. Toàn Bắc Bộ sẽ có tiết trời nắng ráo và nóng bức về trưa và chiều. Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Nam Đồng Bằng, Hòa Bình và phía Nam của Sơn La với mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Còn các khu vực khác nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Không chỉ Bắc Bộ, vùng áp thấp phía Tây cũng tác động mạnh mẽ đến các tỉnh thành miền Trung. Ngoài ra, do có thêm cả hiệu ứng gió phơn nên trong ngày mai, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng. Riêng một dọc các huyện vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất ngày, dao động từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt cao, độ ẩm trong không khí thấp, có nơi giảm xuống còn từ 50 đến 55% nên trời khá khô nóng, nguy cơ cháy nổ hay cháy rừng đều tăng cao. Riêng các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận ngày mai trời có nắng nhưng chưa đạt tới ngưỡng nắng nóng. Nhiệt độ tại Khánh Hòa và Ninh Thuận dao động từ 33 đến 34 độ. Tại Bình Thuận thì nhiệt độ thấp hơn ở mức 31 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió mùa Tây Nam, vì thế chiều và tối mai mây đối lưu sẽ phát triển, khiến trên khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày mai ở Nam Bộ và Tây Nguyên ít thay đổi. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến ở mức 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió phổ biến hướng Nam đến Tây Nam ở mức cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam ở mức cấp 4 đến cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.